Xin chào mọi người, lại này em Thiện đây. Hôm nay em Thiện sẽ nói về cây sầu riêng nhé mọi người. Em sẽ giới thiệu cho mọi người biết một số cái sản phẩm mà hiện tại cửa hàng của em đang là bán cho sầu riêng trong giai đoạn là chạy trái, đậu trái non, dinh dưỡng cho lá, nhện đỏ, rệp sét mọi người nhé. Nói chung là vào những giai đoạn này thì em sẽ giới thiệu cho mọi người biết. Đầu tiên ấy, là em sẽ giới thiệu cho mọi người biết một bộ chạy trái rất là đẳng cấp ở của Đức Thừa nhé mọi người nha. Bao gồm là Amino, cái chai Amino Forte này là mọi người này thì được nhập khẩu trực tiếp ở Ý về nhé mọi người nhá. Hàm lượng amino acid 40% mọi người ạ, cộng với đạm sinh học 8,5%. Thì như mọi người đã biết ở đấy, chạy trái là không thể nào thiếu hàm lượng amino để giúp cho cái tế bào tăng lên và giúp cho trái lớn nhanh nhé mọi người. Ngoài amino ra thì không thể thiếu canxi bo nhé mọi người nhá. Đó, hàm lượng canxi bo và khi mà trời nắng gắt như vậy ấy, thì không thể nào thiếu rong biển nhé mọi người. Đây là một cái bộ ba là em chuyên bán để cho mọi người sử dụng để chạy trái nhé mọi người. Đấy, một bộ ba amino cộng canxi bo cộng rong biển nhé mọi người nhá. Rồi, ngoài cái lúc mà mọi người chạy trái ra ấy, thì tùy vào cái cây của mình khỏe hay yếu. Ví dụ như là trong thời gian mà cây của mình nó đang là ra quả non ấy, mà cây nó yếu ấy, là bởi vì trong thời gian này mình không có bỏ phân. Bởi vì mình sợ là khi mà mình bỏ phân ấy, thì nó sẽ có hiện tượng là đi đọt non. Thì em có thể, mọi người có thể là tham khảo cái bộ sản phẩm 3 số 20 này nhé mọi người nhé. 3 số 20 này mọi người phun vào lá, nó giúp cho cái cây của mình rất là khỏe nhé mọi người. Khỏe là khỏe theo cái nghĩa là không phải là khỏe để đi đọt nhé mọi người, mà khỏe theo cái nghĩa là cái cây của mình nó sẽ có dinh dưỡng để nó giúp cho cái trái của mình ấy trong vòng từ lúc mà xẻ nhụy cho đến lúc đậu trái non trong vòng 15 ngày mọi người. Nếu mà mọi người phun vào thì cái cây mình rất là khỏe, cộng với là trung vi lượng. Thì khi mà mọi người phun vào như vậy ấy, thì cái cây của mình nó sẽ có một chút cái năng lượng để cho nó nuôi trái nhá mọi người. Cái amino này ấy, thì nó có cái gì đặc biệt? Thì bản chất mà khi mà em mà đã có cái suy nghĩ là một khi mình đã phun con cái trung vi lượng này mọi người này, thì mọi người nên phun cái trung vi lượng đầy đủ nhé mọi người nhá. Cái tại sao là em lại nói đầy đủ là bởi vì ấy, nó sẽ có một số cái trung vi lượng đó mọi người, nó chỉ có 4-5 thành phần thôi, cho nên là nó rất là ít. Còn cái trung vi lượng này nó rất là đặc biệt ở chỗ nè, ngoài những cái chung và vi lượng ra thì nó còn có thêm coban và molybden đấy mọi người. Thường những cái gói chung vi lượng khác nó sẽ không có. Thì cái gói chung vi lượng này thì em bán qua nhiều năm rồi, em thấy cái sản phẩm này rất là phù hợp và rất là tốt đấy mọi người nhá. Đấy, thì ở ngoài lá thì không thể nào thiếu chung vi lượng nhá mọi người. Ở trong trái thì mình đã xài canxi bo rồi, thì ở ngoài lá thì không thể thiếu chung vi lượng. Cộng với lại là 3 số 20 giúp cho cái lá của mình nó khỏe nè mọi người nè. Đấy là một cặp ở ngoài lá giúp cho cây mình nó khỏe. Khi mà mọi người đã chạy trái cộng với lại phun dinh dưỡng cho cây nó khỏe rồi, thì mọi người nhớ để ý đến dịch hại nữa, và để ý đọt nhé mọi người. Nếu mà trong trường hợp mà cái trái sầu riêng của mình ấy mà đang là nuôi trái mà nó bị đi đọt nhiều ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến thứ nhất là nó rụng trái, thứ hai ấy là nó sẽ bị giật trái, méo trái nhé mọi người nhá. Thì nếu mà trong cái trường hợp mà đi đọt mà đều như vậy ấy, thì mọi người có thể là sử dụng cái sản phẩm Manturado này. Cái sản phẩm Manturado này ấy thì mọi người sử dụng nó rất là an toàn cho cái cây của mình nhá. Nó không giống như là sản phẩm MKB để cho mọi người chặn đọt. Bởi vì cái sản phẩm MKB ấy, mọi người phun vào cái cây của mình giai đoạn nó đang yếu mà để chặn đọt như vậy ấy, nó sẽ dẫn đến hiện tượng là rất dễ bị xuống lá nha mọi người. Thì khi mà mọi người xài cái Manturado này, nó sẽ có hàm lượng là lân 15 và kali 20 nhé mọi người. Ngoài ra còn có mangan kẽm, nó giúp cho cái cây của mình ấy nó chặn đọt rất là tốt. Cái chai Manturado này ấy, nó có một cái ưu điểm là mọi người phun cỡ nào nó cũng không có bị cháy lá nhé mọi người nhá. Một chai Manturado này thường là em sẽ khuyến cáo chặn đọt là 500c cho một phi 200 lít. Nhưng mà nếu mà nó còn tùy vào trường hợp như vậy mọi người này. Nếu ấy mà cái cây của mình ấy mà cái độ tồn lưu phân ấy, tại vì có nhiều bà con ấy là mọi người bỏ phân nó không có đúng ấy mọi người.
dẫn đến trường hợp là cái cây của mình nó bị tồn lưu phân nhiều, dẫn đến trường hợp là mình chặn đọt nó không hiệu quả, thì mình phải sử dụng phương pháp khác. Còn bình thường ấy là mọi người chỉ cần khi mà đi đọt nhá, mọi người chỉ cần phun nửa nửa chai này cho em, một nửa chai này là bột phi, là nó sẽ chặn đọt rất là hiệu quả rồi. Phun 3 ngày sau phun lại cho nó là nó rất hiệu quả rồi. Còn nếu mà đọt mà đi mặn nữa ấy, là mọi người có thể sử dụng một chai này bột phi cho em một nhá, là sẽ chặn đọt rất là hiệu quả và nó không ảnh hưởng gì đến dần lá hết. Đấy. Còn cái trường hợp ấy, nó có những cái trường hợp mà cái đất của bà con nó bị tồn lưu phân ấy, khi mà bà con bỏ phân sai dẫn đến hiện tượng tồn lưu phân nhiều ấy mà bị chặn đọt ấy, thì trong thời gian đó mà mình đã sử dụng những cái loại bình thường mà nó không được rồi, thì bắt buộc mọi người phải sử dụng chất ức chế mọi người nhá. Ví dụ như là Baclobutrazone hoặc là Ulicolazone. Đây, ví dụ như là cái thằng này, nhà em có sản phẩm Baclobutrazone này mọi người này, thì một chai này cho một phi là phun một phát là nó sẽ chặn đọt lại để giúp cho cái trái của mình nó không bị rụng, cộng với lại không có bị giật trái méo trái cho mọi người nhá. Thì đấy là những cái sản phẩm mà em giới thiệu cho mọi người biết để chặn đọt. Thì ngoài vấn đề dinh dưỡng ra, em đã hướng dẫn cho mọi người ngoài vấn đề dinh dưỡng ra ấy, thì nó sẽ còn về những cái vấn đề, ví dụ như là mọi người để ý lá nếu mà nó có bị nhện đỏ thì mọi người phun nhện đỏ. Thì em sẽ có những cái nhện đỏ rất là tốt dành cho cái cây của mình trong giai đoạn này. Thứ nhất ấy là em có một cái dòng thuốc nhện diathethulone siêu diệt sâu nhện nhá, mẫu siêu diệt sâu nhện này thì nó là dòng FC nhá mọi người, cho nên là phun rất là mát, giúp cho cái cây sầu riêng của mình nó không có bị ảnh hưởng và diệt nhện rất là hiệu quả. Sản phẩm thứ hai ấy, em giới thiệu đến cho mọi người biết là sản phẩm là Birizaben nhá mọi người. Sản phẩm Birizaben 200 EC này, thì một cái chai này ấy là mọi người có thể sử dụng được 400 lít nhá mọi người nhá. Đó, cũng xử lý nhện cho mọi người rất là hiệu quả nhá mọi người. Thì hai sản phẩm này mọi người có thể luôn phiên nhau. Khi mà nhện đỏ của mình ấy, mình đã bảo vệ cho nó tuyệt đối rồi ấy, thì mình cũng phải là quan tâm đến rệp sáp nữa mọi người ạ. Thường ấy, ở trong giai đoạn này ấy, nếu mà mọi người mà có đi đọt lục chộp thì mọi người phun thuốc rầy cho nó, thì mọi người sẽ để ý cái rệp sáp ở trong trái mọi người nha. Tại vì cái mùa này mùa nắng thì nó có rất là nhiều rệp sáp. Thì cửa hàng của em Thiện cũng có những cái giải pháp để cho mọi người phun trực tiếp vào trái, để cho cái trái của mình nó diệt được rệp sáp nhá. Thì sản phẩm diệt những cái con rệp sáp ấy, thì cửa hàng em có cái gói diệt rầy nhăn này với hoạt chất là acetamiprid 30%, thì một cái gói này để phun trực tiếp vào trái. Nếu mà ai mà bị nhiều ấy, mọi người có thể phun cho em hai gói nhá, một gói 125g, hai gói là 250g, để phun trực tiếp vào trái giúp diệt rệp sáp nhá mọi người. Ngoài ra nếu mà thường ấy là rệp sáp mà bị nhiều ấy, mọi người sẽ phun cho em hai lần. Lần đầu ấy là mọi người phun cho em hai gói này, lần sau ấy là mọi người có thể phối thêm một thằng Quilapod nhá mọi người nhá, và chất Quilapod cộng với acetamiprid đó. Đấy, những cái sản phẩm này đều phun được trực tiếp trong trái nhá mọi người. Em đã sử dụng qua và đã thử nghiệm rồi, nó rất là hiệu quả, không có bị gây nóng trái gì cho mọi người hết, nên mọi người yên tâm nhá. Những cái sản phẩm diệt rệp sáp rất là hiệu quả trên cây sầu riêng nhá mọi người. Rồi, đấy là em vừa mới giới thiệu cho mọi người biết những cái sản phẩm mà trong giai đoạn mà cây sầu riêng hiện tại như của mình như bây giờ. Còn về vấn đề phân ấy, thì mọi người nên lưu ý nhá, mình sẽ tùy vào cái cây và cây của mình nó khỏe hay yếu thì mình sẽ lựa vào thời điểm bón phân. Thì nó sẽ có những cái mốc thời gian, ví dụ như là sổ nhụy sau 15 ngày, trái của mình ấy được 30 ngày, rồi trái của mình 50 ngày và trái của mình 70 ngày đó mọi người. Thì mọi người nếu mà mọi người cần bất kỳ thông tin gì để mà em tư vấn ấy, thì mọi người hãy comment dưới nhớ mọi người nhá. Mọi người cứ comment đi, em sẽ đọc và em sẽ làm video để mà giải đáp cho mọi người. Và mọi người nếu mà mọi người cần những cái bộ thuốc nào trị cho cái bệnh cây gì ấy, thì mọi người cũng comment để cho em biết và em sẽ có ý tưởng để em làm video cho mọi người xem nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video này. Mọi người hãy nhấn like nếu mà mọi người thấy hay, và mọi người hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn nút chuông nhá, để hễ gì mà em có lên một video mới mọi người có thể nhận được. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Xin hẹn mọi người sang video tiếp theo nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Hãy đăng ký kênh và bấm nút chuông. Đừng quên like, comment và chia sẻ nhé.